Vâng, xin chào toàn thể bà con và các bạn đã trở lại cái video của kênh Nhà Nông Làm Vườn. Thì hôm nay chia sẻ với toàn thể bà con và các bạn mà cách chúng ta trồng cây mít làm sao cho nó đúng cách, làm sao để cho nó có điều kiện tốt nhất để nó phát triển. Thì hôm nay trên cái vườn nhà mình, tôi chia sẻ cái cách trồng của tôi ấy nhé. Tôi xin nhắc lại với bà con là tôi chia sẻ cái cách trồng và cách làm đất của tôi để cho bà con lấy đó làm một trong những cái kinh nghiệm để bà con có thể áp dụng vào trong cái vườn nhà mình. Bà con có thể xem nhiều video của những cái kênh khác hoặc là nhiều cái nhà vườn khác, người ta cũng chia sẻ về cái cách trồng cây mít hoặc là cách mà làm đất rồi cách bố trí vườn như thế nào. Thì bà con đúc rút lại mỗi bên một chút, bà con cảm thấy cái môi trường nào nó hợp nhất với bà con thì bà con hãy áp dụng vào vườn nhà mình. Thì hôm nay tiếp theo ngay sau đây video này, mời bà con và bạn tiếp tục theo dõi những cái hình ảnh và những cái chia sẻ của tôi về cái vườn mít nhà mình và cách làm đất nhé bà con nhé. Rồi, như bà con và bạn có thể nhìn thấy ở đây là cái vườn mít nhà tôi, thì nó cũng rơi vào tầm độ khoảng 200 cây mít, không nhiều đâu, nó cũng chỉ tầm 200 cây thôi. Thì nó với cái diện tích là trên 1.000 mét vuông đó. Thì trong khung hình thì bà con có thể nhìn thấy đây là một cái hàng rãnh, đúng không ạ? Đây là một cái hàng rãnh đấy. Những cái cây mít tôi trồng ở trên một cái luống, dưới luống là một cái hàng rãnh rất chi là to. Thì bây giờ tôi sẽ nói chi tiết hơn về cái cách trồng cây mít này. Với cái khoảng cách của tôi trồng cái cây mít trên vườn nhà tôi, thì hiện tại bây giờ thưa bà con là tôi trồng cây mít, cách cây mít là bây giờ mỗi một bước chân của tôi là tôi ước lượng là tầm 50 phân nhá. Đây, cho bà con xem thực tế cái cây mít của tôi là trồng cách nhau bao nhiêu. Đây là từ gốc mít trở ra nhá. Một bước này, 2 bước, 3 bước, 4 bước, 5 bước, 6 bước và 7 bước. 7 bước thì 5, 7, 35 là hiện tại là tôi đang trồng cây cách cây là 3 mét rưỡi. Tiếp tục đo một lần nữa cho bà con xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 5, 7, 35. Đấy, khoảng cách giữa cây với cây là 3 mét rưỡi. Đây là một cái khoảng cách mà theo tôi nghĩ nó là rất chi là lý tưởng để cho cây mít hoàn toàn có thể là đâm ánh, phát cành và có được những cái tán nó rộng rãi nhất, thoáng mát nhất cho cái cây mít nó phát triển. Bởi vì là như bà con và các bạn cũng biết, chúng ta trồng mít chúng ta phải tìm hiểu cái cây mít nó không ưa cái điều kiện ánh sáng kém, càng thông thoáng càng tốt, cây cành nó mới càng mập, cành mập thì quả nó mới to mà nó mới sai. Còn cây mít nó bị vóng mà cành nó còi di còi dắt ra thì không bao giờ quả nó đẹp được bà con ạ. Còn hàng cách hàng thì nó rộng hơn. Đây, tôi bước cho bà con xem. Một bước này, hai này, ba này, bốn này. Bốn bước là bắt đầu tôi đến cái rãnh. Thì cái rãnh này của tôi nó rơi vào tầm nó khoảng 1,5 mét. Thì bốn bước là 2 mét rồi nhá. Cộng với 1,5 mét là 3,5 mét. 3,5 mét thì sang bên này là 2 mét nữa là 5,5 mét. Đây, hiện tại là hai hàng mít của tôi cách nhau là 5,5 mét. Cây cách cây là 3,5 mét và hàng cách hàng là 5,5 mét. Thì chúng ta đây nhá, chúng ta đào cái hố này này, chúng ta xúc đất hất lên trên này thành luống để cho cái khu vực mà chúng ta trồng cây mít này nó càng nổi cao càng tốt, nó càng thoát nước được càng tốt. Đấy, bởi vì cái cây mít này chúng ta gần như là chúng ta không phải bón nhiều đến phân hóa học lắm đâu. Chúng ta chỉ bón định kỳ 1 năm một lần thôi. Đâm ra là chúng ta không phải lo về vấn đề là cái cây mít nó bị rửa trôi cả. Đấy, khi trồng mít là chúng ta đã bón phân ở bên dưới rồi. Đâm ra là chúng ta bắt buộc là trồng cái mít là phải để cao gốc thì nó mới phát triển tốt được. Cái cây mít mà nó bị ái nước mà nó thấp gốc thì hoặc là nghẹn gốc không bao giờ lên được, không bao giờ phát triển tốt được và không bao giờ cho chất lượng quả tốt được. Đây, bây giờ tôi sẽ nia khung hình một chút cho toàn thể bà con và các bạn có thể nhìn thấy là cái vườn nhà tôi thì được trồng như thế nào. Từ góc này có thể bà con có thể nhìn thấy là tôi trồng mít là nó theo thành một cái hàng thẳng, thẳng chiều ngang, chiều dọc thì nó thành hàng rồi. Xẻ rãnh thì bắt buộc là chiều dọc là phải trồng thành hàng rồi, nhưng mà chiều ngang bà con cũng cố gắng là trồng thành hàng cho tôi.
cố gắng trồng thành hàng, chúng ta ngắm làm sao cho nó đều một chút, thì để cho cái việc mà chúng ta chăm sóc nó này, chúng ta cắt tỉa cành và chúng ta ngắm cái tán của cây ấy, nó chuẩn. Và cái thứ hai nữa là khi chúng ta xử lý phun thuốc cho cây thì nó dễ dàng hơn rất là nhiều, mà năm nay chúng ta thu hoạch nó cũng dễ. Đây, tôi sẽ đi một vòng cho bà con và các bạn có thể xem. Đấy ạ. Đây. Thì báo cáo với bà con và các bạn, cái vườn mít này ấy, thì bắt đầu từ cái hàng này hất về đến kịch bờ đằng kia, là tôi mua giống ở trong Cần Thơ thì là 150.000 của một cây. Đấy, vẫn cùng tuổi luôn nhé, trồng cùng thời điểm. Nhưng mà đặc biệt hơn là hai cái hàng bên này này, do tôi trồng thiếu thì tôi mới mua thêm ở Bắc Giang, tức là ở khu vực miền Bắc mình ấy, tôi mới mua thêm hai cái hàng này. Thì ở trên video bà con và các bạn là khó có thể nhìn thấy cái điểm khác nhau giữa hai cái giống mít, giữa hai cái cây mít mà tôi mua ở trong Cần Thơ, trong miền Nam, và cái cây mít tôi cho mua ở miền Bắc. Thế nhưng mà thực tế trong vườn nhà mình thì chia sẻ với bà con này, từ cái hàng này hất về kia, toàn bộ cái cây mít nào gần như nó cũng đã cho ra trái rồi, ra dài, tức là nó bói. Bây giờ là năm đầu tiên, vụ đầu tiên ấy, có nhiều cây là tôi cảm thấy nó yếu ấy, thì tôi cắt bỏ hoàn toàn đi, không để lại quả. Nhưng có một số cây thì tôi cảm thấy nó khỏe thì tôi vẫn để lại. Thế nhưng mà hầu như là 100% cây nào nó cũng cho ra lộc ra trái hết rồi. Nhưng mà còn cái hàng cây này, cây nó phát triển thì cũng 1 9 1 10 so với lại cái cây mua trong miền Nam. Đây, những cây mít mua trong miền Bắc này, nó phát triển 1 9 1 10, tức là ở miền Bắc mình, cái giống miền Bắc mình nó kém hơn một chút, nó chín, nhưng mà bên kia thì được 10, bên này được 9. Nhưng còn riêng về quả nhá bà con nhá, riêng về quả thì gần như là không có một cái mầm nào cho ra quả luôn bà con ạ. Đấy ơi, tôi không hiểu sao rất chi là lạ. Đây nhá, không có cái mầm quả nào luôn. Cười lắm. Nhưng mà thôi, năm đầu tiên thì không sao. Ok, mình cắt tỉa cành đúng thời điểm, đúng cách, và mình vẫn chăm sóc bón phân đều thì không sao cả, nó chỉ chậm hơn một chút thôi. Đây, đấy. Cây nó chậm ra quả hơn. Cái lý do này tôi cũng không hiểu, không biết là hai cái giống mít này nó có khác nhau gì. Nhưng mà mít thì tôi trồng nó vẫn là mít Thái siêu sớm ruột đỏ. Đây, đây là sang cái hàng mít mà trồng ở mùa trong miền Nam này. Đấy, cái cây nào nó cũng cho ra đọt hết quả rồi nhá. Cây này thì nó bé hơn. Đây, bà con và các bạn này. Đấy, cây nào cũng cho ra quả này. Cây nào cảm thấy tôi cảm thấy nó khỏe mạnh thì tôi để. Đấy, điều rất là lạ. Đây, cây nào nó chẳng có quả, nhưng hàng bên này không có. Đây, đây, cho ra quả hết rồi bà con này. Mà mới trồng được có 1 năm, vụ này là vụ đầu tiên. Thường thường nếu như mà ấy là tôi không để đâu, nhưng mà tôi cứ tiếc thì nó để. Đây, đấy. Cười, cây nào nó cũng ra quả luôn, chả nhiều thì ít. Nhưng mà riêng cái hai hàng mít ngoài cùng đằng kia, cây thì cũng có phát triển 1 9 1 10, nhưng mà không ra quả. Thì không biết là sang năm sau thì là thế nào. Tôi vẫn chăm sóc bình thường, nó mới được có 1 năm thôi. Thì những cái cây mít mà bà con trồng 1 năm mà nó ra quả thì cũng hiếm lắm. Chỉ có cái vườn mít này nhà tôi này, trồng được 1 năm rồi mà nó đã ra như này, không nhiều người trồng được đâu. Đấy, mà cũng không nhiều người dám để quả như này đâu, bởi vì là tôi chăm sóc rất chi là kỹ, cẩn thận, đâm ra là tôi mới dám để quả cái vụ này. Ở đấy thì thôi, cái nội dung chính ở trong hôm nay là tôi chia sẻ cho bà con là cách chúng ta trồng cái cây mít mà nó đúng cách. Thì tôi cũng không nói là cái vườn nhà mình tôi trồng đúng cách, thế nhưng mà từ đầu video tôi cũng đã nói rồi là tôi chia sẻ cho bà con là cái vườn mít nhà tôi là tôi trồng như thế này. Bà con có thể lấy đây làm cái kinh nghiệm để mà áp dụng cho cái vườn nhà mình. Đấy, rất hy vọng là bà con là nếu mà thấy cái video này hữu ích, hay thì bà con hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và nhớ cho tôi một lượt thích ở bên dưới video và một nút đăng ký ở vế bên này, để tạo động lực cho tôi tiếp tục làm nhiều video nữa để gửi tới toàn thể bà con và các bạn.
Rồi, chào toàn thể bà con và các bạn. Hẹn gặp lại bà con và các bạn ở clip sau nhé.